đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như cha mẹ như anh em như chị em như con trai con gái như bà con cũng dùng tâm này mà nói với họ đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như bạn bè cũng dùng tâm này mà nói với họ đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm như thân giáo sư như quý phạm sư như đệ tử như bạn đồng học cũng dùng tâm này mà nói với họ đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán cũng dùng tâm này mà nói với họ đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như độc giác cũng dùng tâm này mà nói với họ đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như đại bồ tát cũng dùng dùng tâm này mà nói với họ, đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm xem như như lai ứng tránh đẳng giác, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình nên khởi tâm cứu giúp, thương yêu, che chở, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm rốt giáo không, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, nên khởi tâm không, vô tướng, vô nguyện, cũng dùng tâm này mà nói với họ. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên an trụ nơi đây